Chào các em học sinh, cô tên là cô Phạm Thị Ngọc Quỳnh, đến từ trường tiểu học Phú Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ học sang chủ đề 3, tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Ở chủ đề này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài số 3, tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề. Ta sẽ đi vào phần khởi động. Ở phần khởi động này, giáo viên đặt ra yêu cầu cho các bạn trong lớp như sau. Vào đầu năm học, cô giáo giao cho mỗi nhóm 3 bạn hoàn thành một bài trình chiếu về kỳ nghỉ hè vừa qua và nêu những kinh nghiệm, bài học rút ra từ kỳ nghỉ hè đó. Cả ba bạn An, Minh, Khoa đều được bố mẹ cho đi nghỉ hè. An đi Nha Trang, Khoa đi Đà Lạt, Minh đi thăm họ hàng ở Úc. Vấn đề cần giải quyết của các bạn là chuẩn bị đồ dùng mang theo. Như mọi kỳ nghỉ hè trước đó, cả ba bạn đều háo hức chuẩn bị và ship vào vali những đồ dùng như quần áo bơi, ô, kính bơi, kem chống nắng, những bộ quần áo mùa hè mát mẻ, vân vân, và hy vọng sẽ tận hưởng một chuyến đi thú vị. Các em hãy đón xem kỳ nghỉ hè của ba bạn có thành công hay không, khi chúng ta thấy An, Khoa, Minh đều mang những đồ dùng giống nhau. Kỳ nghỉ hè của ba bạn sẽ không thành công nếu như An, Minh, Khoa không chú ý tìm hiểu trước về một số yếu tố, đó là thời tiết, khí hậu, các địa điểm mà các bạn sẽ đến. Các bạn nên mang trang phục phù hợp để tránh quá nóng hoặc quá lạnh. Nha Trang thì nắng nóng nên lựa chọn những trang phục mát mẻ và nhẹ nhàng. Còn đối với Đà Lạt là thời tiết mát mẻ, có thể có lạnh vào ban đêm. Chúng ta nên cần mang theo những chiếc áo khoác để giữ ấm. Về nước Úc thì vào kỳ nghỉ hè từ tháng 6 đến tháng 8 thì ở Úc đang là mùa đông nên thời tiết rất là lạnh. Bạn cần mang theo trang phục mùa đông thì sẽ không bị lạnh. Việc các bạn mang theo quá nhiều đồ đạc không phù hợp làm cho hành lý trở nên khó khăn trong quá trình di chuyển. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phần 1 của bài học hôm nay. Phần 1, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thu thập, tìm kiếm thông tin. Ở hoạt động 1, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề mà ba bạn có thể gặp phải trong kỳ nghỉ hè. Một là Nha Trang là thành phố biển, thời tiết quanh năm nắng nóng. Với những gì chuẩn bị, An có kỳ nghỉ hè như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết suy nghĩ của mình về bạn An nhé. Một là Nha Trang là thành phố biển, thời tiết quanh năm nắng nóng. Với những gì chuẩn bị, An có kỳ nghỉ hè như thế nào? Các em đóng vai trò là bạn An, thì Nha Trang là một thành phố biển, thời tiết quanh năm nắng nóng. Với những gì chuẩn bị, An có kỳ nghỉ quá tuyệt vời do An đã chuẩn bị trang phục phù hợp, quần áo bơi, ô, kính bơi, kem chống nắng và những quần áo mùa hè mát mẻ để chúng ta du lịch ở Nha Trang. Và vấn đề đặt ra số 2 là Đà Lạt là thành phố cao nguyên, thời tiết quanh năm mát mẻ, tối và đêm khá lạnh. Với những gì chuẩn bị, Khoa có kỳ nghỉ như thế nào? Các em đóng vai trò là bạn Khoa thì Đà Lạt là một thành phố cao nguyên, thời tiết quanh năm mát mẻ, tối và đêm khá lạnh. Với những gì chuẩn bị, Khoa có kỳ nghỉ không thành công. Khoa không tìm hiểu về thời tiết Đà Lạt nên việc đem toàn quần áo mùa hè khiến bạn không đủ quần áo ấm để đi đến các địa điểm khác. Như vậy, các bạn đã thấy qua sự chuẩn bị của bạn Khoa là chuyến đi chúng ta sẽ không còn thú vị nữa nhé. Ở phần 3, chúng ta tìm hiểu về đất nước Úc là một đất nước nằm ở bán cầu. Lúc này ở Úc đang là mùa đông. Với những gì chuẩn bị,
mình sẽ có kỳ nghỉ như thế nào, và các em cũng đóng vai trò là bằng minh. Thì nước Úc là nằm ở bán cầu, lúc này nước Úc vào kỳ nghỉ hè tháng 6 đến tháng 8 đang là mùa đông. Do không tìm hiểu kỹ thông tin thời tiết của nước Úc, lúc này rất lạnh, mà Minh chỉ mang theo quần áo mùa hè sẽ có thể khiến Minh bị ốm, nên không tận hưởng được kỳ nghỉ hè trọn vẹn. Vì vậy, bạn cũng không có kỳ nghỉ hè thú vị so với bạn An. Qua đó, các em sẽ thấy để giải quyết vấn đề em cần đưa ra quyết định. Để có được quyết định thì chúng ta cần phải có thông tin. Từ ví dụ của ba bạn An, Khoa, Minh, các em có thể thấy sự cần thiết và quan trọng của việc thu thập, tìm kiếm thông tin liên quan, việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. An đã tìm hiểu kỹ thông tin về Nha Trang, mang theo đồ phù hợp. Ngược lại, đối với bạn Khoa và bạn Minh không tìm hiểu, mang theo đồ không phù hợp với thời tiết ở Đà Lạt và nước Úc. Kết quả kỳ nghỉ của Khoa và Minh không thành công do thiếu thông tin cần thiết. Điều này làm nổi bật sự quan trọng của việc thu thập thông tin trước khi mình giải quyết một vấn đề gì đó. Qua ví dụ, các em sẽ kết luận được việc thu thập và tìm kiếm thông tin là cần thiết và quan trọng trong giải quyết vấn đề. Có đầy đủ thông tin sẽ giúp em giải quyết vấn đề tốt hơn. Và bây giờ các em hãy trả lời câu hỏi sau nhé. Để chuẩn bị cho chuyến đi tham quan với lớp, em cần những thông tin gì? A. Thông tin về vị trí của điểm tham quan. B. Thông tin dự báo thời tiết ngày đi tham quan. C. Thông tin về chương trình tham quan. D. Đánh giá nhận xét kinh nghiệm của những người đã tham quan ở địa điểm đó. Các em hãy suy nghĩ và chọn cho cô cái đáp án đúng nhé. Và đây là đáp án đúng. Ở đây chúng ta sẽ chọn cả bốn đáp án. Chúng ta càng có nhiều thông tin thì chúng ta sẽ có chuyến tham quan thật vui vẻ và thú vị nhé. Chúng ta sẽ bước qua phần 2, hợp tác để giải quyết vấn đề. Ở hoạt động 2, chúng ta sẽ biết cách giải quyết vấn đề để hoàn thành bài trình chiếu mà cô giáo giao cho. Theo em, các bạn An, Minh, Khoa nên thực hiện theo phương pháp nào sau đây? Đáp án A, ai có khả năng và thích làm thì làm hộ cả nhóm, các bạn khác đỡ phải làm. Đáp án B, mỗi bạn làm một phần của bài trình chiếu của riêng mình, rồi chọn bài nào hay nhất trình bày. Đáp án C, chia công việc thành nhiều công việc nhỏ, phân công mỗi bạn làm một việc tùy theo điểm mạnh của từng người. Các em hãy suy nghĩ đáp án và cho cô đáp án nào là đúng nhất nhé. Và đây là đáp án của cô. Và đây là đáp án của cô. Phương án C là phương án đúng nhất trong 3 phương án. Để hoàn thành bài thuyết trình nhóm, các thành viên trong nhóm cần có sự trao đổi, thảo luận, phân công nhiệm vụ. Khi phân chia như vậy sẽ có sự công bằng, minh bạch, phù hợp với thế mạnh từng cá nhân của các bạn trong nhóm, giúp nhóm sẽ hoàn thành tốt bài thuyết trình đúng thời gian và thời hạn mà cô giáo đã giao cho chúng ta. Và có những cách khác nhau để tạo bài trình chiếu. Tuy nhiên, cách hợp lý nhất là cả ba bạn cùng đóng góp công sức để hoàn thành công việc chung. Khi làm việc nhóm để giải quyết một vấn đề nào đó, các em thảo luận, phân công công việc dựa vào điểm mạnh của từng người. Trong quá trình thực hiện, mỗi người đều cần có ý thức, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành phần việc của mình và hợp tác, giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc chung. Ví dụ, với bài trình chiếu của nhóm, dựa vào những việc cần làm và điểm mạnh của từng bạn, cả nhóm thảo luận và phân công như sau. Mỗi bạn tự chuẩn bị nội dung văn bản, hình ảnh, video cho 3 trang chiếu
nói về kỳ nghỉ hè và một trang chiếu nói về những trải nghiệm, bài học thu được của riêng mình. An giúp các bạn chỉnh sửa văn bản, mình giúp các bạn chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp hơn. Khoa sẽ ghép các trang chiếu để hoàn thành bài trình chiếu. Như vậy, cả ba bạn đều có ý thức và trách nhiệm hoàn thành công việc của mình. Trong bài tập nhóm, các bạn cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt bài tập của mình. Qua các ví dụ trên, chúng ta thấy khi làm việc nhóm, cần thảo luận, phân công công việc dựa vào điểm mạnh của mỗi người. Khi được phân công, cần có ý thức, tinh thần trách nhiệm, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Và các em hãy chọn phát biểu đúng. A. Khi làm việc nhóm, cần có tinh thần trách nhiệm. B. Hợp tác để giải quyết vấn đề sẽ hiệu quả hơn. C. Khi làm việc nhóm, bạn nào giỏi thì nên làm hộ cả nhóm. Chúng ta chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất. Và đây là đáp án cho phát biểu đúng. Đó là phát biểu B. Hợp tác để giải quyết vấn đề sẽ hiệu quả hơn. Sau khi chúng ta học tiết học này, các em hãy xem lại bài học hôm nay và vào đường link cô gửi trong nhóm lớp Zalo để trả lời các câu hỏi hôm nay để xem các bạn đã hiểu bài hay không nhé. Và các em sẽ xem tiếp cho cô tiết thứ hai của bài học số 3, tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào tiết học kế tiếp.